Đây là phim tài liệu kể về vụ án hóa kiếp hàng loạt làm rúng động Hàn Quốc, khiến cho người dân ai nấy đều hoang mang lo sợ, nhất là giới lắm tiền ở Hàn và những cô gái hành nghề giải tỏa căng thẳng cho người khác, tại vì đây là nhóm đối tượng chính của tên vô nhân tính đó, kèm theo đó là vài cô gái lầu xanh. Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã chơi rượt bắt với tên này trong suốt một năm. Vụ án bắt đầu từ năm 2003 và kết thúc vào năm 2004. Toàn bộ quá trình điều tra, truy bắt cũng như là cái kết của tên máu lạnh này đủ hấp dẫn và kịch tính đến mức Netflix đã cho sản xuất bộ phim tài liệu để kể lại toàn bộ quá trình này. Vậy thì hắn ta là ai và điều gì đã thúc đẩy hắn làm những điều tồi tệ như vậy? Thì tất cả sẽ được giải đáp thông qua video recap phim tài liệu trên Netflix The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea. Video này được mang đến cho bạn bởi content sang sung và giọng đọc vui vẻ, được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nên là nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi có thể điều chỉnh ở những video sau. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Để có cái nhìn tổng quan nhất về quá trình phá án thì nhà làm phim đã liên hệ phỏng vấn những người đã từng tham gia điều tra rồi tổng hợp chúng thành 3 tập phim với nội dung thật sự là sởn da gà vì tính chất cũng như là thủ đoạn ra tay của tên tội phạm máu lạnh. Chúng ta đến với tập đầu tiên, tập 1 Sát nhân kiểu mới, bắt đầu với những lời chia sẻ từ ông nhân viên lập hồ sơ tội phạm này. Công việc hàng ngày của ông là phỏng vấn tội phạm ở nhiều nơi khác nhau để lập hồ sơ được đầy đủ và chi tiết, giúp đơn giản hóa quá trình phân tích tội phạm. Bình thường thì ông sẽ được điều động để phỏng vấn rồi lập hồ sơ, lâu lâu thì sẽ có lệnh điều động khẩn cấp đến hiện trường vụ án. Theo những lời ông này nói thì Seoul thời điểm đó xảy ra khá nhiều vụ án mạng nghiêm trọng nên là ông cũng khá quen với việc được điều động khẩn đến hiện trường. Nhưng mà lần ông đến hiện trường vụ án năm 2003 đã khắc sâu vào trong trí nhớ đến tận bây giờ. 2 giờ chiều ngày 9 tháng 10 năm 2003, các tổ bao gồm pháp y, pháp chứng và cảnh sát điều tra cũng được điều động khẩn đến hiện trường. Điều độc lạ ở đây là vị trí xảy ra vụ án thuộc khu vực tầng lớp lắm tiền sinh sống. Nữ nhân viên pháp y này kể lại rằng khi đến hiện trường thì cô liền cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sát khí nồng nặc như thế này. Không chỉ có mình cô cảm nhận được điều đó mà các đồng nghiệp đi chung cũng có cảm giác tương tự. Ông cựu cảnh sát trưởng quản lý khu vực phường Gugi này cho hay là hôm đó ông cũng có mặt ở hiện trường và bao quanh căn nhà là một bầu không khí rất kỳ lạ, nhất là không khí nơi những nạn nhân đang nằm. Biên giới họ là siro dâu đang tràn ra khắp nơi. Xin lỗi, tôi phải nói là siro dâu tại vì nó làm máu thì bị rất cấm tiền. Đồ đạc thì ngổn ngang và bê bết siro dâu. Người báo án là ông chồng mới đi giải quyết công việc về. Khi đó thì ông phát hiện mẹ mình đang nằm trên sàn nhà vệ sinh, vợ trong nhà thì nằm trước bồn rửa chén, con trai đang nằm trên cầu thang từ tầng 2 đi xuống. Trong đó cậu con trai và người vợ bị ra tay khá tàn bạo với vị trí tương tác chủ yếu là ở đầu. Những gì đã xảy ra ở đây cho thấy hung thủ đã ra tay rất tàn nhẫn và dã man. Khi mà xem phim thì tôi đã nghĩ chắc chắn là tay này phải có thâm thù đại hận gì lắm với gia đình này. Tinh dâu linh láng trải khắp mặt sàn đến độ gây cản trở cho đội điều tra khi mà đặt những miếng đánh dấu. Sau thời gian khám nghiệm hiện trường thì cảnh sát đã có nhận định sơ bộ rằng đây là cuộc tấn công từ một phía, nạn nhân không hề có dấu vết kháng cự, vết thương chí mạng được thực hiện từ đằng sau. Ngoài ra thì pháp chứng chỉ thu thập được 2 dấu giày được để lại hiện trường và đây cũng là manh mối duy nhất mà cảnh sát có được từ hiện trường. Trong bối cảnh vụ án đang quá mơ hồ về động cơ gây án của hung thủ thì cảnh sát quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ người chồng và những người thân quen với gia đình này. Ông chồng tên là Ko Jung Won, có background là dân kinh doanh khá thành đạt. Theo như nhà báo này chia sẻ thì ông Ko là một người chăm chỉ và giản dị. Bên cạnh đó thì ông ta được biết đến là một người lịch thiệp với mọi người xung quanh. Sau khi vụ án xảy ra thì ông Ko cảm thấy rất sốc và suy sụp vì trong một khoảng thời gian ngắn đã mất hết những người yêu thương nhất. Vì anh nhà báo này vừa là đối tác vừa là người thân của ông nên là anh ta mới có cái nhìn về ông Ko như vậy, nên là đưa thông tin thì không được tín cho lắm. Cho nên là cảnh sát phải điều tra mở rộng về đối tượng mới có thể thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về con người này. Ông chồng thì khóc bù lu bù loa vì gia đình xấu số của mình. Nên là sau khi tra hỏi thăm dò thì cảnh sát gần như đã gạt suy nghĩ ông chồng là nghi phạm ra khỏi đầu. Ông cảnh sát này kể lại là lúc đó ông vào xe để xem xét lại các tình tiết cũng như là muốn tập trung suy nghĩ. Trong lúc nhìn ra ngoài thì ông thấy có vài người cứ lượn qua lượn lại trước nhà. Ông liền hỏi cảnh sát đang đứng ngoài thì biết được những người đó là cảnh sát do đồn cảnh sát Gangnam gửi đến. Vì ở phường Shinsa cũng xảy ra vụ án tương tự nên là họ mới đến đây để rà soát xem có thu được manh mối nào không. Để biết vụ án Shinsa đã diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng với ông cựu cảnh sát trưởng Gangnam trở về trước đó 2 tuần năm 2003. Tương tự như vụ án ở Gugi, nạn nhân trong vụ án lần này là một đôi vợ chồng già có điều kiện. Nơi xảy ra vụ án là khu vực giàu có. Ông chồng là một giáo sư đại học đã về hưu. Phương thức ra tay của hung thủ cũng tương tự, nhưng mà có điều là nạn nhân bị tấn công từ đằng sau bằng hung khí sắc nhọn, không giống vết lồi lõm của nạn nhân ở bên Gugi. Vì cách thức vận hành của cảnh sát Hàn Quốc khá đặc biệt nên là cảnh sát ở các quận tại Seoul thường không biết về những vụ án mà các đồn đang xử lý. Họ chỉ biết những vụ án mà đồn mình đang xử lý thôi. Cựu cảnh sát trưởng Gangnam này cho biết thời điểm đó vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên đã có khoảng 200 nhân lực được điều động để tham gia mà bỏ xó những vụ án tôm tép nhỏ lẻ đang tồn đọng để từ từ xử lý. Đông vui là như thế nhưng mà phương pháp họ áp dụng điều tra lại khá thô sơ, nếu mà không muốn nói là vô dụng, kiểu như là gặp ai đang đi dạo trên đường thì tấp họ lại để hỏi xem là có thấy ai kỳ lạ không. Nên là phía cảnh sát đành phải tiếp cận vụ án này bằng một phương pháp khác thiết thực và hiệu quả hơn là hợp tác với một chuyên gia tội phạm học để nghiên cứu và tìm cách vây bắt tên
tên hung thủ máu lạnh. Theo như ông chuyên gia tội phạm thì để hiểu rõ hơn về vấn đề tại sao lại xuất hiện một loại tội phạm như vậy thì chúng ta phải tua ngược lại xã hội Hàn Quốc từ những năm sau khi kết thúc chiến tranh. Xã hội Hàn Quốc khi đã bắt đầu có những sự ổn định về con người thì vấn đề kinh tế bắt đầu xuất hiện. Và đầu những năm 2000 thì kinh tế Hàn Quốc đã rơi vào cơn khủng hoảng khá nghiêm trọng, và sau một khoảng thời gian nhận được các gói viện trợ thì đất nước này đã ổn định tình hình kinh tế. Nhưng mà cũng chính vì thế mà Hàn Quốc đã xuất hiện sự phân hóa về tầng lớp trong xã hội. Cụ thể là những ai sống sót qua giai đoạn khủng hoảng thì phất lên như gió, còn những người bị cơn khủng hoảng vả sấp mặt thì phải gánh thêm chế độ an sinh xã hội ở Hàn Quốc khi mà còn non yếu và bị cho một vé thẳng xuống đáy xã hội. Bần cùng sinh đạo tặc, những người khốn khổ thuộc tầng lớp này dần dần mang trong mình tư duy thù địch, trở thành những người vô gia cư, ngày đêm lang thang khắp phố vì bị mất nhà cửa việc làm. Thêm việc gia đình ly tán đã tạo nên một combo hủy diệt nhân cách tốt đẹp của họ. Từ đây thì xã hội sinh ra những con người phá làng phá xóm với tư tưởng rằng bản thân mình đang đấu tranh cho chính nghĩa trước sự bất công của xã hội. Trong thời đó thì có những người thích tiễn người khác qua miền cực lạc vì cái lý do là thay trời hành đạo mà đám người đó tự nghĩ ra trong đầu. Nhờ vậy mà cảnh sát đã có việc làm không ngơi nghỉ khi mà những vụ án hành hung, bóc cắt trẻ em và phụ nữ xảy ra thường xuyên. Những kẻ gây án bị bắt thì lại không thấy mình có lỗi mà thậm chí còn ngẩng cao đầu tự hào về những gì mình đã làm. Sau khi hiểu được mô típ hành vi cũng như là động cơ gây án của hung thủ, rất có thể hai vụ án trên là do cùng một người gây ra. Nhưng mà vì còn quá ít chứng cứ để chứng minh suy đoán trên nên là ông chuyên gia đã cùng với cảnh sát tìm cho bằng được hung khí gây án. Sau khi tốn rất nhiều công sức và trí lực để truy tìm nhân dạng của hung thủ cũng như là hung khí kỳ lạ mà hắn đã sử dụng thì kết quả thu được chỉ là một con số không tròn chính, kéo theo vụ án dần đi vào ngõ cụt. Trong khoảng thời gian sau đó thì vụ án thứ 3 đã xảy ra, lần này là ở phường Samseong. Tương tự hai vụ trước, thứ duy nhất thu lại được hiện trường của hung thủ chỉ là dấu giày trên cục nóng của máy điều hòa. Vẫn tiếp tục là thủ đoạn ra tay cực kỳ mất nhân tính lên nạn nhân lớn tuổi có tiền. Sau khi tổng hợp lại tình tiết của ba vụ án thì chuyên gia đã có thể khẳng định hung thủ thuộc nhóm tội phạm ra tay liên hoàn. Phía truyền thông đã nhảy vào cuộc để đưa tin đặc biệt này nhằm mục đích cảnh báo người dân đề cao cảnh giác trước những người lạ mặt. Phía cảnh sát thì đang mệt mỏi và kiệt quệ, càng ngày càng khó để tìm ra những manh mối phá án. Và khi công lý chưa tìm ra cái ác thì cái ác sẽ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng. Tiếp thêm một vụ lớn nữa xảy ra ở phường Hiên Hoa. Tuy đây là một vụ phóng hỏa nhưng mà cảnh sát vẫn khẳng định có liên quan tới ba vụ trên vì họ lại tìm được dấu giày trùng khớp với dấu giày ở hiện trường. Tất cả những gì cảnh sát có thể biết được về hung thủ là một dấu giày bằng da và hung khí giống cây búa. Tạm thời một không nghiêng về cái ác. Nhưng mà có một sự kiện đã thay đổi cục diện vụ án. Cảnh sát đã có được đoạn CCTV đặt ở ngã tư đường ghi lại hình dáng được cho là rất giống với hung thủ. Vì khi cho những người còn sống nhìn để xác minh thì họ thấy người đàn ông trong clip đang mặc áo khoác trong nhà của họ. Thế là cảnh sát đã có quyết định cực kỳ thú vị là cho chụp lại nhân dạng của tên hung thủ rồi đem lên tin tức nhằm cảnh báo người dân. Kèm theo đó là mức thưởng 50 triệu won nếu mà có ai đem khứa này về đồn. Hành động này thì một phần là bởi cảnh sát đã không biết phải làm gì hơn để tìm tên hung thủ và một phần là để thông báo tuyên chiến với hắn ta. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của tập 2 để liệu xem là cảnh sát sẽ bắt được tên hung thủ hay là để hắn tiếp tục lộng hành. Nối tiếp sự bất lực của cảnh sát trong tập trước nhưng mà thái độ kiên quyết lùng bắt bằng được kẻ sát nhân để người dân sớm được an tâm đã được thể hiện. Không bao lâu sau, tên hung thủ lại tiếp tục ra tay, đối tượng là các nữ sinh khi đang đi trên đường về nhà một mình. Đây cũng là vụ đánh dấu sự chuyển dịch địa bàn của hắn ta sang một nơi khác, cụ thể là phía tây nam Seoul. Trước đó hắn ra tay với những người già lớn tuổi giàu có thì phía cảnh sát cũng như là chuyên gia tội phạm học hiểu về động cơ gây án. Lần này thì hắn ra tay với những cô gái random đang đi bộ ngoài đường không vì lý do gì cả. Điều này khiến cho cảnh sát một lần nữa bị ao trình, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cách thức gây án của hắn cũng là tấn công từ phía sau bằng hung khí tương tự, chỉ có đối tượng là ngẫu nhiên, khiến bên phá án rất khó lòng mà khoanh vùng được nhóm đối tượng mà hắn đang hướng tới. Sở cảnh sát Seoul đã cử một nhóm điều tra cơ động đến khu vực hiện trường để túc trực theo dõi cũng như là tìm manh mối về tung tích của tên máu lạnh. Đội cảnh sát điều tra cơ động này có tận 150 người, chứng tỏ là tên hung thủ thực sự đang tạo ra nhiều áp lực cho bên thực thi công lý khi mà hắn thay đổi cách thức và đối tượng gây án, khiến cho giả thuyết của lực lượng điều tra ngày một nhiều hơn và rồi vụ án lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Nhưng may thay là tên hung thủ đã tạm ngưng ra tay với người dân vô tội. Điều này theo cảnh sát đánh giá là hành động cẩn trọng hơn để tránh bị cảnh sát để ý, nhưng mà họ vẫn không loại trừ trường hợp hắn sẽ quay lại bất kỳ lúc nào vì nhân cách thèm khát méo mó của hắn dựa trên những gì mà hắn đã làm. Và quả thật là như vậy, bẵng đi một thời gian, tên ác quỷ đã quay trở lại và lần này đối tượng là những cô gái bán hoa, những người mà không có giá trị gì đối với cảnh sát. Trích theo lời kể từ ông chuyên gia trong phim thì đây là nhóm đối tượng thì có hẻo hay biến mất thì cảnh sát cũng không quan tâm, vì vào thời điểm đầu những năm 2000, ngành dịch vụ cho chim chưa được hợp pháp hóa tại Hàn nên là hầu hết mọi hoạt động đều dưới dạng chui, chỉ có vài trường hợp thiểu số công khai thôi. Trong lần ra tay này thì tên sát nhân đã liều mạng hơn, vì ở các nơi tổ chức dịch vụ bán hoa thì chắc chắn sẽ có anh em xã hội bảo kê nên hắn khó mà ra tay ngẫu nhiên được. Nhưng mà không ra tay được tại đấy thì hắn book về nhà để tiện bề xử lý. Vẫn là hung khí đó nhưng mà chúng được thực hiện sau khi hắn đã sử dụng dịch vụ xong, nghe khá là giống bùng tiền. Tuy
nhiên đây là nước đi khiến hắn phải đối mặt với một vấn đề khá lớn là phi tang xác nạn nhân mà không bị người khác phát hiện. Tên này đã đầu tư cho những vụ án mạng của mình khi đã đi chụp x-quang toàn bộ cơ thể để tìm hiểu sâu hơn về giải phẫu học, rồi sau đó mới xử lý nạn nhân theo ý muốn. Cuối cùng thì đem nạn nhân trộn chung với kim chi muối lên xe taxi, đi đến vùng núi hiểm trở rồi chôn xuống đất. Thậm chí là hắn đã đào sẵn vài cái hố gần đó có độ sâu khác nhau để chuẩn bị cho những nạn nhân tiếp theo. Thế là trong lần trở lại này, hắn đã ra tay nhiều hơn, tần suất được tính bằng tuần. Như đã nói ở trên thì những cô gái bán hoa là những con người nằm ngoài vòng quan tâm của xã hội tại thời điểm đó, nên là chỉ có chủ cơ sở tổ chức dịch vụ mới để ý, tại vì cứ hàng tuần lại mất đi một nhân sự mà không làm được gì. Và họ thì không thể báo lực lượng chức năng, tại vì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Nên là cảnh sát lúc đó không có chút thông tin về sự mất tích kỳ lạ của những cô gái xấu số kia. Nhưng mà xui thay cho tên hung thủ, trong số các nơi tổ chức dịch vụ có một ông chủ là cựu cảnh sát, hay phết cựu cảnh sát thành Marco. Sau khi bị mất đào như các cơ sở khác thì ông ta đã sinh nghi ngờ vì không nghĩ đơn giản là các cô gái này đã bỏ trốn. Và một ngày đẹp trời, ông nhận được điện thoại booking, nhưng mà số điện thoại này lại chính là số của cô đào đang mất tích thuộc cơ sở của ông ta, một nước đi vào lòng đất của tay sát nhân. Thế là vị chủ hang này đã liên hệ ngay với người quen còn làm ở đồn cảnh sát để tham gia hỗ trợ kế hoạch vây bắt tên đồ tể bệnh hoạn. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2004, họ đã chuẩn bị sẵn một cô đào để lên câu giờ dẫn dụ đối tượng. Cô gái đi theo hướng dẫn của hắn để lên đến nhà, trong khi nhóm điều tra thì theo dõi từ xa. Đi được một lúc thì cô gái bỗng nhiên quay lại chỗ nhóm điều tra đang chờ sẵn và nói vì cô cao quá nên là hắn chê rồi đuổi về. Diễn biến này càng củng cố cho nhóm điều tra rằng đây chính là tên hung thủ mà nhóm đang tìm, tại vì hắn chỉ chọn những người nào mà mình cho là đạt chuẩn để dễ bề ra tay và xử lý. Lập tức ông chủ hang liên hệ để lấy một cô gái khác có dáng người phù hợp hơn đến. Lúc hắn ra nhận đào thì lập tức các điều tra viên nhảy ra tóm cổ. Tên này khá là khỏe nên là cần 4 đến 5 người mới chấn áp được để áp giải về đồn. Việc tiếp theo nhóm điều tra cũng như là cảnh sát cần làm là tìm đầy đủ bằng chứng và xin lệnh khám xét. Nếu mà không kịp thì sau 48 tiếng họ buộc phải thả người. Tất cả những cảnh sát đang điều tra về các vụ án mạng nghiêm trọng trước đó đều được triệu tập đến để hợp sức chốt sổ tên máu lạnh này. Không cần tra khảo nhiều, hắn đã nhận tội về tất cả những vụ án mình đã gây ra trong suốt gần 1 năm. Cảnh sát thì ngớ người tại vì là game dễ thế. Tên tội phạm gây ra sự kiện chấn động này tên là Yo Yong Chun. Theo ấn tượng của những cảnh sát có mặt ở đó thì hắn rất bình thường và không hề có vẻ gì là một người máu lạnh, đến nỗi nhìn hắn còn rất hướng nội. Nhưng mà khi nhìn vào mắt hắn thì ông thấy sự uất hận rất nặng nề. Gã liên tục thú nhận rằng mình đã ra tay với khoảng 30 người, nhưng mà khi cảnh sát đem hắn đến hiện trường để xác minh thì hắn lại nói lung tung, không có chi tiết nào đúng cả. Quả thật là tên này rất thông minh, hắn đã chuẩn bị cho tình huống này rất kỹ càng. Chỉ cần tỏ ra bản thân là một người vô hại thì hắn sẽ dễ dàng nằm ngoài diện tình nghi của cảnh sát cho dù đang bị bắt. Khi cảnh sát đem hắn trở về đồn thì tên sát nhân đã thành công tận dụng cơ hội để trốn ra ngoài một cách dễ dàng, biến lực lượng cảnh sát lúc đó thành trò hề. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà hắn trốn thoát thành công? Tất cả sẽ có ở tập 3. Để bao biện cho sự tắc trách của mình thì cảnh sát đã phối hợp với một công tố viên nhằm xin lệnh phóng thích tên hung thủ, một phần là bởi tránh gây nản chí cho đội ngũ cảnh sát, một phần để tạo ra một mục tiêu rõ ràng hơn trong việc chốt hạ tên Du. Cảnh sát lúc này đã chia ra thành nhiều nhóm túc trực ở khắp nơi, trong đó có khu vực dịch vụ giải tỏa căng thẳng, và hung thủ đã bị bắt lại khi đang băng qua đường, trên tay cầm một quả trứng. Ngay lập tức cảnh sát đã trấn áp rồi tóm gọn hắn. Trong lúc ngồi ở phòng thẩm vấn thì Jo Jong Chu đã nói với viên cảnh sát rằng: "May mà các anh bắt được tôi, nếu không thì tôi sẽ ra tay với cả 100 người." Trong lần bị bắt thứ hai này, hắn đã thực sự hợp tác để đưa mọi thứ ra ánh sáng và sẵn sàng để chịu tội, từ việc vẽ ra những chi tiết hiện trường vụ án cho đến quá trình ra tay của mình với lối hành văn như đang khoe chiến tích. Sau khi lấy được lời khai về ngọn núi nơi chôn những nạn nhân xấu số, cảnh sát lập tức đưa tên hung thủ đến đó để kiểm chứng. Và đúng thật như vậy, khi đào lên thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của những nạn nhân nữ không may đã sa vào tay hắn. Sau khi đã thu thập đầy đủ và xác thực chứng cứ thì cảnh sát đã chính thức bắt và chuẩn bị đưa hung thủ Du ra trước tòa để chịu tội. Cảnh báo chí thì đã đánh hơi được tin tức sốt dẻo nên đã túc trực đưa tin về sự kiện chấn động này. Nhờ vậy mà chúng ta thấy được hình ảnh của tên hung thủ mặc áo mưa vàng. Thực ra thì đây chỉ là những món đồ cảnh sát đưa cho hắn để tránh làm lộ danh tính. Cảnh sát bắt đầu khai quật khu vực núi để tìm lại được hết tất cả những nạn nhân nữ. Cánh phóng viên thì bao vây lấy khu núi để lấy tin. Không chỉ có truyền thông trong nước mà vụ án này đã đánh động đến truyền thông quốc tế nên đã có nhiều phóng viên nước ngoài đến để lấy tin. Cảnh sát bên dưới càng đào thì càng thấy sợ về hành vi của tên này. Vụ án tuy đã kết thúc hơn chục năm nhưng mà những người tham gia điều tra vẫn ám ảnh đến hết đời. Mỗi khi nghĩ đến vụ án thì họ đều nổi da gà và luôn đau đớn cho số phận của những người không may lọt vào tầm ngắm của tên hung thủ. Tên Du thì lại tự cho mình đang thay trời hành đạo, tự cho mình quyền tước đoạt mạng sống của người khác vì lý tưởng méo mó được hình thành từ nhỏ của hắn. Đứng trước truyền thông, hắn còn mạnh miệng giáo huấn những người là đối tượng tiềm năng của hắn, cụ thể là những người phụ nữ bán hoa và giới nhà giàu. Hắn không hề tỏ ra hối lỗi cho những gì mình đã làm, dấu hiệu tâm lý thường thấy ở những kẻ phạm tội hàng loạt. Một cái lưu ý nhỏ trong vụ án này là một sự việc có thể nói là thần kỳ đã xảy ra khi mà nhân viên pháp y
kể lại rằng lúc đó do các nạn nhân nữ bị chôn khá lâu nên khó lòng lấy dấu vân tay hoặc là ADN để xác nhận danh tính. Các nhân viên khác thì định tìm cách để lấy ADN từ nạn nhân, duy nhất chỉ có cô nhân viên pháp y này là nhất quyết phải lấy cho được dấu vân tay trên bàn tay đang dần dần tan biến của nạn nhân. Cô thử đi thử lại rất nhiều lần trên một ngón tay nhưng mà bất thành. Trong một khoảnh khắc tâm linh thì cô đã nắm chặt bàn tay dần tan biến đó mà cầu nguyện, mong rằng linh hồn của nạn nhân sẽ giúp cô lấy được dấu vân tay để đưa nạn nhân về đúng với gia đình của mình. Kỳ diệu thay, cô nhân viên pháp y đó đã làm được và thành công lấy được vân tay của tất cả những nạn nhân nữ đã bị hung thủ chôn chặt trong một khoảng thời gian khá lâu. Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát đã đến nhà của Yu để thu thập chứng cứ. Theo lời kể của một nhân viên có mặt ở đó thì đây không phải là nhà của một con người mà là nhà của một con thú khát máu. Theo lời khai của Yu thì căn nhà này là nơi diễn ra những tội ác tày trời, nhất là trong nhà vệ sinh. Tuy Yu đã dọn dẹp rất sạch sẽ và kỹ càng nhưng mà nhân viên pháp y có cách để những vết máu có thể hiện lên và chứng thực tội ác của hắn. Khi mà nhân viên pháp y xịt luminol dung dịch phản ứng với sắt trong máu lên các bức tường trong nhà vệ sinh thì đâu đâu cũng thấy vết máu, ngay cả trên trần cũng có. Cô nhân viên pháp y lại để ý đến cái móc treo đặt trên tường nhà vệ sinh, tại vì đó là nơi mà thủ cấp của các nạn nhân được treo lên cho ráo máu rồi sau đó hung thủ mới đem đi phi tang. Một căn phòng chứa đầy tử khí. Thông qua các bức ký họa tìm được trong nhà của hắn thì các chuyên gia có thêm một góc nhìn về nhân cách của hung thủ. Nếu như hắn được can thiệp tâm lý từ sớm thì rất có khả năng giờ đây hắn đã cầm cọ làm họa sĩ chứ không trở thành một con ác quỷ độ lốt người như vậy. Theo như tôi tìm hiểu từ các trang báo điện tử thì background của Yu khá phức tạp và có động cơ thù địch rất rõ ràng. Hắn sinh ra trong một gia đình khó khăn, phải chịu sự dè bỉu từ những gia đình khá giả xung quanh. Còn về phía nạn nhân nữ thì động cơ xuất phát từ những cô bạn gái cũ đã phản bội hắn. Tổng hợp lại thì những vấn đề trên đã tác động đến tâm lý của Yu, từ đó mà những rối loạn tâm thần đã bắt đầu xuất hiện, dẫn đến rối loạn chống đối xã hội, một căn bệnh thường xuyên bắt gặp ở những kẻ thích phạm tội hàng loạt. Quay trở lại vụ án thì phía cảnh sát chỉ còn một thứ cuối cùng để có thể kết sổ Yu mãi mãi, đó là hung khí của hắn. Cảnh sát đã tìm được một chiếc búa tạ rất đặc biệt. Thường thì búa tạ có cán cầm rất dài, nhưng mà cái của Yu đã được chế lại với chiếc cán cầm khá ngắn, độ dài vừa đủ để tay có thể cầm đi thoải mái. Tuy bị cho là hung khí nhưng mà cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ mẫu ADN nào trên chiếc búa này cả. Đến khi có một nhà bệnh lý học vào hỗ trợ điều tra thì mới có được tiến triển tích cực. Nhờ vào những ADN tìm được từ chiếc búa của hắn, cảnh sát lại phát hiện được thêm tội trạng của Yu. Trong số ADN có liên quan đến vụ án ở công viên Wumi, tính đến thời điểm phát hiện ADN thì cảnh sát đã thống kê được con số nạn nhân của Yu là khoảng 20 người. Cuối cùng vào tháng 12 năm 2004, Zhou Zhuchung bị phán có tội khi đã hóa kiếp hơn 20 mạng người và nhận án tử cho bản thân. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hắn vẫn đang thụ án tử trong tù, tính đến nay đã được hơn 20 năm. Bộ phim là sự kết hợp đan xen giữa những thức phim phỏng vấn những nhân viên chấp pháp đã tham gia quá trình điều tra và những lời thú tội của Yu đã được lồng tiếng để tăng thêm phần kịch tính và bi thương đối với các nạn nhân xấu số đã ra đi dưới bàn tay đẫm máu của hắn. Các bạn nghĩ sao về vụ án này và có gì chúng tôi nói chưa đúng thì hãy comment bên dưới. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.